Theo truyền thông Nga, hơn 300 phương tiện bọc thép mà London cam kết cho Kiev đã được chuyển giao, trong đó bao gồm cả pháo tự hành AS-90. Quốc vụ Khanh phụ trách các lực lượng vũ trang của Bộ Quốc phòng Anh James Harpy đã yêu cầu giới chức quân sự nước này cung cấp dữ liệu về việc các xe tăng Challenger 2, pháo tự hành AS-90, pháo phòng không tự hành Stormer, xe bọc thép M113, Mastiff, Wolfhound và Husky được chuyển đến Ukraine. Cũng theo ông James Harpy, tất cả các phương tiện, thiết bị liệt kê đã được chuyển giao. Tổng cộng, chúng tôi đã gửi hơn 300 phương tiện bọc thép tới Ukraine, bao gồm các thiết bị phụ trợ và gói hỗ trợ thiết bị thiết yếu, đảm bảo có thể được sử dụng hiệu quả trên chiến trường. Với tất cả các đợt chuyển giao thiết bị quân sự này, London đang thể hiện quan điểm rõ ràng trong việc tăng cường hỗ trợ Kiev nhằm đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Theo nhiều nguồn tin, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, London đã viện trợ cho Kiev trang thiết bị quân sự lên tới 4,6 tỷ bảng Anh, tương đương 5,8 tỷ đô la Mỹ. Pháo tự hành AS-90 do công ty B-System của Anh sản xuất từ tháng 3 năm 1985 và chính thức được đưa vào phục vụ trong quân đội Anh từ năm 1992. AS-90 được trang bị lựu pháo 155mm L-39 tương thích với tất cả các loại đạn 155mm tiêu chuẩn của NATO. Nhờ hệ thống nạp đạn tự động, tổ hợp pháo tự hành AS-90 có thể bắn một loạt 3 phát trong vòng chưa đầy 10 giây, tốc độ bắn tối đa 6 phát một phút và tốc độ bắn duy trì là 2 phát một phút. AS-90 có thể mang tổng cộng 48 quả đạn với 31 quả được xếp gọn trong tháp pháo, 17 viên đạn còn lại được cất trong thân xe. Với loại đạn tiêu chuẩn, AS-90 có thể bắn ở cự ly tối đa 30 km và 40 km với đạn hỗ trợ tên lửa. Tổ hợp pháo tự hành AS-90 được trang bị động cơ diesel Kamin VTA-903T660V8 có công suất 660 mã lực, cho phép chạy ở tốc độ đường trường tối đa là 55 km/h với phạm vi hành trình 370 km. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.